Đây là buổi kỷ niệm tại một trung tâm cai nghiện, nơi những người đã lầm lỡ cuộc đời tụ họp. Nay là buổi kỷ niệm một năm cai nghiện của một con nghiện trẻ tuổi. Người đàn ông chủ trì đứng bên trên mời cô gái nghẹo đó lên. Vì là buổi kỷ niệm nên bố cô gái cũng xuất hiện ở đây. Người đàn ông già có vẻ vô cùng hãnh diện đứng lên phát biểu. Ông ấy đã rất tự hào vì con gái mình sau một năm qua đã cai nghiện thành công. Ông già tặng cho cô gái chiếc đồng xu kỷ niệm. Sau đó hai bố con lại lên đường về. Cô con gái đã biết rằng ẩn sau vẻ ngoài hiền lành của bố mình, ông già gần đó lại là một võ sĩ thứ thiệt dưới sàn đấu ngầm của thành phố, kẻ đã đánh bại nhà vô địch sàn đấu chỉ bằng một cú đấm. Một lão cảnh sát đầu gấu đánh đến đâu chết đến đó, bao nhiêu băng đảng đã bị ông diệt không khoan nhượng. Nhưng đến khi bỏ phù hiệu xuống, lão già gân này trở thành một tên gangster đích thực. Một ngày có tên trùng Mai Thúy cả gan bắt cóc người thân ông ấy. Liệu kết cục của tên trùng đó sẽ tàn cỡ nào? Chào mừng bạn đến với Tèm Review. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một bộ phim siêu hay về lão già cảnh sát gân, một mình cân luôn cả trùng tội phạm. Lão già gân đó Tèm sẽ gọi là Machete, một lão cảnh sát đã già nhăn nhưng vẫn không chịu về hưu. Hôm nay ông ấy đang đi tiếp cận một tên chuyên bán bột mịn. Machete đã theo dõi và mua hàng hắn một thời gian để điều tra. Đến lần này ông ấy quyết định cùng đồng đội bắt hắn. Ông ấy đã bày ra kế hoạch cùng đồng đội tạo ra một vụ bị đột kích. Machete đóng vai người hùng giải cứu tên đầu trọc, dùng súng nước bắn đồng đội mình làm tên đầu trọc tin sái cổ. Hắn tôn Machete như đấng cứu thế. Machete nói lên xe là lên ngay, không ý gới gì. Kết quả đến khi ông cảnh sát trở ra một con đường vắng, ông ấy giờ mới lộ bộ mặt của một lão già gân thứ thiệt, nói rằng mình là cớm và đang muốn điều tra về một tên trùng Mai Thúy tên Kên. Nhưng sau khi nghe về tên của tên trùng Mai Thúy kia thì tên đầu chọc xoắn quẩy. Tên đầu chọc từng ở dưới trướng tên này, hắn là một kẻ tàn bạo mà không nên động vào. Nhưng Machete không quan tâm, ép tên đầu chọc ngồi lên bình xăng, sau đó bắn nổ hai thùng đe dọa. Tên đầu chọc vẫn không khai và kết quả bị dẫn về đồn. Machete sau khi bắt xong tên đàn em thì quyết định đi xả hơi, quay lại đấu trường ngầm bất hợp pháp của thành phố. Cảm giác vô cùng quen thuộc với ông ấy. Machete liền làm một số động tác khởi động. Hôm nay ông sẽ đấu với tên nhà vô địch kỳ chức biệt danh xe tăng. Tên nhà vô địch bước ra ngoài sàn đấu, hình xăm vô cùng hầm hố từ ngực ra đến nách. Machete sau đó cũng được gọi ra sàn. Những người xung quanh không ngừng la hét vào mặt Machete. Ông sẽ sớm bị xe tăng chiến nghiền nát thôi ông già. Hai đấu sĩ vô cùng căng thẳng. Trận đấu bắt đầu. Tên xe tăng chủ động tấn công tung đấm, nhưng ông cảnh sát đều né được. Hắn định giơ chân cao mà Machete e giữ tặng cho một múc. Tên nhà vô địch cục ngay tại chỗ bất tỉnh nhân sự. Ông cảnh sát sau trận đấu đó cũng được nhận tiền mỗi tội vì làm tên nhà vô địch nhục mặt quá. Machete không được cho đấu nữa. Ở phía khác, hãy nhìn tên tù nhân với quả đầu bóng lộn này. Nếu là một tù nhân bình thường sẽ chẳng thể nào chỉn chu như hắn, bởi vốn dĩ hắn ta chính là con trai của lão trùng Mai Thúy Kên. Tên tù nhân bóng lộn đã bị Machete bắt cách đây không lâu vì tội giết 3 cảnh sát. Hôm nay sẽ là ngày hành hình của hắn. Tên tù nhân bóng lộn được lôi ra và đem đi xử tử bằng màn tiêm thuốc độc. Nhưng đến phút chót, khi hắn ta bị đưa lên bàn thì cuộc hành hình đã bị ngăn lại. Lý do là vì vào một ngày trước, một cặp đôi đang đi chạy bộ với nhau, một đám trùng mặt từ trên xe thình lình đã bắt hai người họ đi. Thì ra đám người lạ mặt đó chính là đàn em lão Kên. Cô gái bị bắt đi chính là con gái của thống đốc bang, còn anh trai Vạ Lây là bạn trai của cô ấy. Lão Kên vào ngay tối con trai mình bị xử tử, đã gọi điện thoại cho ông thống đốc mà đe dọa. Ông thống đốc và vợ thấy cuộc gọi con gái mình thì vô cùng sợ hãi. Tên Kên ở đầu dây bên kia nói rằng phải hoãn thời hạn thi hành án cho con trai hắn, nếu không, con gái của ông thống đốc sẽ được đi dạo mờ tòa địa phủ một vòng rồi đi đầu thai. Phía bên kia, Machete sau khi lừa được tên đầu chọc một cú đao điếng, ông đã ép hắn phải khai về nơi trú ẩn của tên Kên. Tên đầu chọc giờ đã vào ngõ cụt, khai cũng chết không khai cũng chết. Hắn quyết định khai để được giảm nhẹ tội. Trong khi đó, tên tù nhân bóng lộn được thống đốc gọi ra nói chuyện. Tên tù nhân được bố chống lưng nên mặt vô cùng vênh váo. Chắc biết bố ta là ai rồi chứ gì. Ông thống đốc vì muốn cứu con gái nên cũng chỉ dám chửi vài câu cho bỏ tức chứ cũng chẳng dám làm gì. Phía bên kia, Machete sau khi biết địa chỉ nhà của tên Kên, lão ta bên trong vẫn đang xử mấy thằng đàn em chôm tình của mình, thì Machete đã dẫn người tới. Họ lén lút đi qua cầu thang mà đã bị lũ đàn em phát hiện. Chúng nhanh chóng áp giải đại ca đi ra ngoài. Machete tới nơi chỉ thấy xác nằm la liệt. Ông tiếp tục đuổi theo thì đụng độ tên đàn em tóc vàng thân cận. Tên đàn em với khẩu súng máy cố mà nã đạn, nhảy hết từ mái nhà này qua mái nhà khác. Hắn nhanh chóng bị dồn vào đường cùng bởi các anh cảnh sát, nhưng kết quả tên tóc vàng đã quyết định nhảy hẳn xuống dưới. May mắn nhảy trúng xe đại ca đỗ bên dưới thành công tẩu thoát. Phía bên kia, trong khi Machete không ở đó, tên đầu chọc đã bị đàn em của lão Kên tới trà trộn rồi dẫn về dinh thự của lão. Tên đầu chọc sau đó cũng phải nhận cái kết tàn nhẫn. Tối hôm đó, Machete quay lại trung tâm cai nghiện, nơi cô con gái nghiện ngập của ông đang cai. Hôm nay là kỷ niệm một năm cô ấy cai nghiện ở đây. Machete vô cùng mừng rỡ trao đồng xu kỷ niệm. Sáng hôm sau là ngày nghỉ, Machete đã tới thăm con gái và cháu trai mình. Ông mua cho cậu một chiếc máy chơi game để xem Tèm Review. Sau đó, Machete dẫn cháu trai mình ra sân chơi. Vì muốn khoe ông mình là cảnh sát đỉnh chóp, đã mượn chiếc huy hiệu của ông để đem đi khoe. Machete sau khi đưa cho cháu thì bỗng thấy từ xa có náo loạn, là cảnh sát không thể trơ mắt đứng nhìn ông liền tiến tới. Ai ngờ đây là kế hoạch đã dàn dựng từ trước. Machete tới thì chẳng có gì xảy ra, đến khi quay lại chỗ cháu thì không thấy cậu ấy đâu nữa. Machete bỗng có một cuộc gọi tới. Phía bên đầu dây bên kia là tên Ken, hắn hẹn Machete tối hôm đó tại hồ Hoan Kiếm. Không được báo cảnh sát tay không mà tới, Machete không hề suy nghĩ. Đêm đó đúng giờ tới địa điểm được hẹn mà chờ đợi. Một đám đàn em của tên Ken từ trên xe đen xuống đưa ông lên. Tên Ken râu bạc vô cùng hả hê, nói rằng cuối cùng ngày này cũng tới rồi. Kẻ đã tống con trai của hắn vào tù giờ đang trong tay hắn. Tên Ken bảo Machete hãy ký vào một tờ giấy, khai rằng việc tống con trai tên Ken vào tù là do Machete đã khai gian, thừa nhận rằng chính mình đã giết 3 cảnh sát chứ không phải con hắn. Tên tóc vàng chĩa súng ép Machete ký vào bằng được. Trong tình huống khó xử này chỉ cần một nụ cười thật tươi. Machete liền cầm cây bút trên tay đâm thẳng vào một bên đèn pha của tên tóc vàng. Tên tóc vàng đau đớn làm trong xe nhốn nháo. Machete tận dụng cơ hội nhảy ra xe lăn xuống đường. Ông ấy nhanh chóng chạy khi tên Ken bám theo phía sau, nhảy lên con mã chiến của mình rồi tẩu thoát. Đuổi nhau được một hồi thì Machete đến một đoạn đường vắng. Ông ấy thành công tẩu thoát khỏi sự truy đuổi nhờ một anh cảnh đi tuần. Anh cảnh đi tuần một mình cô độc chĩa súng đe dọa đám băng đảng. Ai ngờ tên tóc vàng chuột pha đã giả vờ rồi bắn gục anh. Chúng thành công tẩu thoát. Phía bên kia, Machete sau khi bị truy đuổi biết con gái bị nguy hiểm, liền nhanh chóng trở về nhà kiểm tra. Đến khi vào trong thì bất ngờ khi thấy con gái đã nằm bất tỉnh. Cô con gái vì quá lo cho con mình nên đã tái xuất hiện lại từ đầu. Machete nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện và qua cơn nguy kịch. Phía bên kia, những anh cảnh sát đã được nhận lệnh từ cấp trên. Với chữ ký giả của Machete, tên Ken đã đe dọa ông thống đốc và ép đổ tội cho già gân. Lệnh truy nã khẩn phải bắt bằng được trong 24 giờ. Nhưng anh cảnh sát dù biết Machete vô tội nhưng cũng đâu còn cách nào. Một cô cảnh sát đã lần được đến vị trí ông ấy, nhưng với vẻ ngoài đẹp trai, Machete đã thành công quyến rũ, khiến cô cảnh sát mất tập trung thì liền bỏ trốn. Machete trở về nhà của mình, vì biết những anh cảnh đã canh bên ngoài nên ông đã lén vào bằng cửa sổ. Ông không ngờ rằng tên Ken cùng đàn em đã phục kích sẵn ở đây, bọn chúng khống chế giả gân lại ép ông ký vào tờ giấy. Tên Ken tỏ ra vô cùng hả hê vì cháu Machete vẫn trong tay hắn. Ông cảnh sát sau khi đồng ý ký vào tờ giấy thì coi như đã xong. Tên tóc vàng dùng bút cắm vào tay Machete coi như trả thù. Chúng không ngờ tiếng động của mình đã đánh động cảnh sát bên ngoài. Những anh đặc nhiệm vào trong qua cầu thang. Tên tóc vàng lúc này đã phát hiện cớm bên ngoài, ngay lập tức hắn chĩa súng bắn gục anh cảnh đầu tiên. Đội đặc nhiệm thấy vậy phá cửa tiến vào. Với lợi thế tường nhà nhiều ngóc ngách, tên Ken cùng đồng bọn xả súng liên tục vào những anh cảnh. Giờ chỉ còn lại Machete. Machete nhà ta tận dụng thời cơ thoát khỏi khống chế. Ông ấy đấu súng tay đôi với tên trùm già mà ai ngờ tên đàn em đã nhanh chóng bảo kê lão ta chạy ra ngoài. Machete chui qua cửa sổ bắn súng đuổi theo, nhưng kết quả đến phút cuối bị chính đồng đội bắt lại. Machete được đưa về trụ sở cảnh sát. Tại đây, Machete vì là cảnh sát lâu năm nên rất được tin tưởng. Mọi người đều tin ông ấy không phải kẻ giết người. Ông thống đốc cũng ở đây giải thích mọi chuyện. Machete nói rằng giờ hãy để ông ấy tự lo liệu. Machete bỏ phù hiệu xuống, chính thức đi giải quyết theo kiểu giang hồ. Ông già gân đến nhà của ả thân cận tên Ken, cho hỏi ép ả nói ra tên Ken đang ở đâu. Sau khi xong thì thẳng tay vung súng kết liễu ả ta. Machete sau đó đến chỗ một ông bạn xã hội đen năm xưa, thấy người bạn lâu năm tới thì ông bạn cũng hiểu, liền dẫn Machete vào lấy kho vũ khí năm xưa từng dùng. Sau khi đã trang bị vũ khí đầy mình, già gân nhanh chóng đến địa điểm tên Ken đang ở, dùng ống nhòm nhìn từ xa đã thấy đám tay sai bao vây hàng loạt. Machete không chút chần chừ cứ thế đi thẳng xe tới. Đám tay sai bên trên mái nhà thấy một chiếc xe lạ tới thì vô cùng bất ngờ. Hai tên le ve tiến tới kiểm tra thì phát hiện trong xe hoàn toàn không có ai cả. Thấy động trong cốp thì mở ra kiểm tra, chúng thấy đồng đội trong xe thì thở phào nhẹ nhõm lôi ra. Ai ngờ Machete đã gắn một quả lựu đạn vào một sợi dây buộc vào hắn. Tên đầu chọc chỉ vừa được lôi ra quả lựu ngay lập tức kích hoạt. Tên trên lầu hô lớn kết quả Machete tặng ngay một đấm. Phía bên trong tên già Ken thấy động thì cùng đàn em bỏ ra ngoài. Ông cảnh sát sau khi xử xong hai tên hóng hớt thì tiếp tục vào phòng ăn. Tại đây những tên đàn em vẫn đang thản nhiên đánh phỏng. Một tên đầu bếp xăm trổ lơ là dúi đầu vào tủ đông, thế là bị Machete từ phía sau từ từ đi tới đập liên tiếp xong tung một đấm vỡ mặt. Tên da màu không thấy đồng bọn đâu thì đi kiếm, gặp Machete già gân ở đây thì ngay lập tức ăn đấm, vật lộn tranh súng nhưng không lại bị tương chảo nóng vỡ đầu. Ông ấy vào phòng đánh phỏng, mấy tên le ve đứng trước mũi súng của già gân mà còn liêu láo. Ông là cảnh sát mà định giết người hay sao? Hãy để bọn tôi sống, tôi sẽ chỉ cho cháu ông đang ở đâu, miễn xong việc cho chúng tôi tí xiền là được. Machete nghe vậy thì chỉ cười nhếch mép, ông sẽ để cho tụi bay 4 đứa 4 viên đạn, thằng nào sống được thì tính tiếp. Nói xong Machete xả một loạt đạn. Sau 4 viên chẳng tên to xác nào sống nổi cả. Machete tiếp tục vào trong khi đang nghe ngóng xem cháu ở đâu thì một tên đô con thình lình tiến tới. Machete với khả năng đấu tay đôi thượng thừa, nhà vô địch giải đấu, ông còn tẩn như con chứ nói gì một tên côn đồ to xác. Sau một hồi bị đấm cho như cái bịch bông, Ma che tay kết liễu tên đàn em bằng một đòn xiết cổ. Già Gân tiếp tục đi ra ngoài xe, thấy hai người bị bắt cóc thì biết là cháu mình. Dậy đi ông cháu ơi, ông tới cứu rồi. Tên tóc vàng bên trong tận dụng cơ hội đi ra chĩa súng, ai ngờ Ma che tay thủ sẵn con dao nhỏ phòng bị, chém đứt tay rồi cắm cái phập vào chân. Tên tóc vàng giờ hết trột mắt rồi đến thột một bên giò. Một tên to xác từ phía sau giải nguy, Mỹ không chế được mà bị Già Gân phản đòn. 3-4 tên thấy vậy tiến tới định xin tí huyết, ai ngờ Ma che tay với kỹ năng sàn đấu không ngần ngại tiến lên. Những tên le ve không biết trời cao đất dày sống mái mà kết quả Già Gân đập hết tên này đến tên khác như đập mũi dĩn. Tên tóc vàng thấy Ma che tay sơ sẩy liền rút súng định bắn kết liễu nhưng súng hết đạn. Ông cảnh sát nhặt súng dưới đất lên rồi đáp trả bằng một phát xuyên táo. Tên kêu rùa rụt đầu lúc này mới đi ra. Ban đầu định bắt cháu Ma che tay làm con tin, nhưng vì muốn giữ thể diện là trùng băng đảng nên đã muốn một trận đấu súng. Ma che tay thấy vậy thì cũng chiều, lật đấu theo kiểu cao bồi miền Tây, ai bắn chậm hơn thì kẻ đó sẽ chết. Ma che tay và tên Kên vào thế sau đó bắn cùng lúc. Hai tiếng súng vang lên, tên Kên ngã gục xuống đất với viên đạn xuyên tim. Ma che tay đưa cháu và con gái ông thống đốc về. Cuối phim con trai của tên Kên cũng bị hành hình. Bộ phim kết thúc. Đây là bộ phim Viên Đạn Lửa được ra mắt năm 2014. Còn mình là Tèm Review. Nếu bạn thấy hay thì hãy like và đăng ký, mà không thấy hay cũng hãy like và đăng ký để ủng hộ Tèm nhé. Hẹn gặp lại bạn.